Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 5. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hẹn đánh nhau nhưng không gặp, thanh niên đâm chết bạn của đối thủ. 340 người Việt từ Hà Lan, Pháp hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất. Khởi tố 16 thanh niên trong vụ chém người đứt cánh tay vì mâu thuẫn mua bán cỏ Mỹ. Báo châu Á sững sờ khi trận Nam Định - Hoàng Anh - Gia Lai đông khán giả nhất thế giới. Tài xế taxi chết vì Covid-19 sau khi bị khách nhổ nước bọt ở Anh. Sau đây là những thông tin chi tiết về các tin tức nóng trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật đến 20 giờ ngày 24 tháng 5. Hôm nay, chuyến bay khứ hồi dài nhất đến châu Âu để đón hơn 340 công dân Việt Nam tại Hà Lan và Pháp hồi hương của Vietnam Airlines vừa hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Vietnam Airlines cho biết, chuyến bay mang số hiệu VN8 xuất phát từ Hà Nội đến Frankfurt, Đức, bay qua Amsterdam, Hà Lan và Paris, Pháp, rồi hạ cánh tại thành phố Hồ Chí Minh lúc 10 giờ 20 phút ngày 24 tháng 5. Hành khách trên chuyến bay chủ yếu là công dân Việt Nam đang sinh sống tại Hà Lan và một số ít đến từ Pháp. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên máy bay và được cách ly ngay sau khi hạ cánh tại thành phố Hồ Chí Minh để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Theo thông tin từ một số nhà mạng viễn thông, tuyến cáp quang biển quốc tế APG Asia Pacific Gateway lại gặp sự cố vào ngày 23 tháng 5. Toàn bộ lưu lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế trên tuyến này đều mất sạch. Kết hợp với sự cố trên tuyến cáp AAG vẫn chưa được sửa chữa, khiến tốc độ truy cập Internet Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều người dùng gần như không thể truy cập Facebook, Gmail, YouTube. Người sử dụng được phải kiên trì chờ tải khá lâu. Theo thông tin từ các nhà mạng, nguyên nhân sự cố trên tuyến cáp APG vẫn đang chờ xác định. Kế hoạch sửa chữa, khắc phục sẽ được đối tác quốc tế thông báo trong thời gian tới. Hôm nay 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Thanh Hoài, 24 tuổi, ngụ khu vực 2, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang về hành vi giết người. Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5, người dân phát hiện Võ Minh Luân, 39 tuổi, đi loạn choạng và ngã ra chết trên đường Trần Nam Phú, cơ thể có nhiều vết máu. Đến ngày 23 tháng 5, Bùi Thanh Hoài đến công an phường Hiệp Thành đầu thú, mình là hung thủ giết chết Luân. Bước đầu, Hoài khai nhận, tối 22 tháng 5, Lâm Văn Nghĩa hẹn đánh nhau với Hoài vì hai người có mâu thuẫn. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, Hoài phát hiện Nghĩa điều khiển xe mô tô chở hai thanh niên chạy ngang nhà mình. Sau đó, Hoài cầm dao chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp. Khi quay về nhà, nhìn thấy Võ Minh Luân là bạn của Nghĩa đang đi bộ, Hoài đã dùng dao chém Luân tử vong. Sau khi gây án, Hoài vứt bỏ hung khí xuống sông và bỏ trốn nhưng biết không thoát nên ra đầu thú. Hôm nay 24 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khởi tố 16 thanh niên về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Theo kết quả điều tra, khoảng 0 giờ sáng ngày 16 tháng 5, trên đường Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, hai nhóm thanh niên dùng kiếm, phản, mát lao vào đánh nhau. Vụ việc được xác định do mâu thuẫn mua bán cỏ Mỹ, loại cỏ gây ảo giác giữa hai nhóm thanh niên. Trong lúc hỗn chiến, Lê Đức Độ, 27 tuổi, bị chém nhiều nhát vào đầu, tay, chân, lưng và đứt lìa 1/3 cánh tay phải. Sau đó, Độ bị bỏ lại tại hiện trường và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp. Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ việc một nhà trọ trên đường Kha Vạn Cân bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 3 chiếc xe máy. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 23 tháng 5. Trích xuất hình ảnh từ camera cho thấy, 4 giờ sáng, hai đối tượng phá cổng đột nhập vào bên trong dãy trọ. Tại đây, chúng quan sát rồi chọn những xe máy đắt tiền, còn mới để phá khóa lấy trộm. Chỉ trong vòng khoảng 1 giờ đồng hồ, 4 giờ 5 phút đến 5 giờ 10 phút, kẻ gian lấy được 3 xe máy. Ngoài 3 chiếc xe bị mất trộm, một số xe khác cũng bị trầy xước phần ổ khóa, nghi do các đối tượng phá khóa nhưng không được. Một vụ trộm xe khác nhưng bất thành xảy ra tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, Công an phường 4, quận 8 đang điều tra vụ trộm xe xảy ra tại chung cư Tobac City. Trước đó, vào tối 20 tháng 5, người đàn ông bẻ khóa chiếc xe SH trong hầm giữ xe chung cư Tobac City, rồi chạy đến nơi quẹt tải xe, lợi dụng một cư dân vừa quẹt tải xe, tên trộm phóng theo sau. Tuy nhiên, barrier hạ xuống khiến tên này bị ngã. Kẻ gian nhanh chóng bỏ lại chiếc xe, chạy ra khỏi hầm chung cư, rồi lên xe của đồng bọn chờ sẵn và tẩu thoát. Trưa nay, một chiếc ô tô 7 chỗ chạy trên quốc lộ 1 hướng từ ngã tư An Sương về vòng xoay An Lạc.
khi qua cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân thì bị xe container lưu thông cùng chiều phía sau tông trúng. Chiếc container tiếp tục hút bay nhiều đoạn giải phân cách bê tông, lao sang làn đường xe máy rồi mới dừng lại. Khi xảy ra tai nạn, trên xe ô tô có 7 người. Vụ việc khiến một cháu bé khoảng vài tháng tuổi bị thương. Giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài. Mới đây, video ghi lại cảnh tài xế phản xạ xuất thần cứu mạng của ông đi xe đạp tự ngã trước đầu xe đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra vào 9 giờ 57 phút ngày 23 tháng 5 tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm trên, một cụ ông đang đi xe đạp trên đường thì bất ngờ loạng choạng tay lái rồi tự ngã xuống đường. Đúng lúc này, một chiếc xe tải chạy phía sau đi tới. May mắn tài xế đã đánh lái sang trái, cứu mạng của ông trong tích tắc. Sau tình huống, cụ ông chỉ bị xây xát nhẹ, vẫn có thể tự dựng xe và đi về nhà. Thưa quý vị, trận đấu giữa Nam Định với Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thiên Trường ở Cúp Quốc gia 2020 vừa diễn ra vào tối ngày 23 tháng 5. Đây là một trong những trận đấu hiếm hoi của thế giới cho phép khán giả vào sân cổ vũ ở thời điểm này. Chính vì vậy, trận đấu này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí khu vực lẫn thế giới. Mở đầu bài viết trên báo điện tử SMM Sport, tác giả Hunuman viết: Việt Nam đã mở sân bóng trở lại để thi đấu như thường lệ, trận đấu đầu tiên sau gần 3 tháng tạm nghỉ vì dịch Covid-19. Còn tờ Goal.com tiếng Thái có bài viết với tiêu đề: Hơn vạn người hâm mộ Việt Nam diễu hành khi xem trận đấu cúp quốc gia trong thời Covid-19. Tác giả Narong Phunakrom đã diễn tả: Không khí náo nhiệt, hơn 10.000 người hâm mộ bóng đá diễu hành vào sân vận động. Các biện pháp an toàn được thực hiện như kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và buộc mọi người phải đeo khẩu trang với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt từ 500 nhân viên an ninh. Trong khi đó, trang tin tiếng Thổ Nhĩ Kỳ giật tít: Trận bóng đá được theo dõi bởi 15.000 người trong thời buổi Covid-19. Bài viết này bình luận: Trong khi tất cả các trận đấu bóng đá bị hủy do dịch ảnh hưởng trên toàn thế giới, 15.000 người hâm mộ đã được phép vào sân trong trận đấu ở Việt Nam. Hôm nay, Pakistan cho biết đã tìm thấy hai hộp đen gồm thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và thiết bị ghi âm buồng lái của máy bay rơi tại Karachi hôm 22 tháng 5. Hộp đen đã được tìm thấy vào đêm qua. Chúng tôi đang bàn giao cho tổ chức điều tra, người phát ngôn của hãng hàng không quốc tế Pakistan cho biết. Chính quyền địa phương cũng cho hay số hành khách thiệt mạng trong vụ tai nạn đã lên đến 97 người, trong khi chưa có ghi nhận trường hợp tử vong nào là người dân tại khu vực máy bay rơi xuống. Đây được xem là tai nạn hàng không tồi tệ nhất tại Pakistan kể từ năm 2012. Hưởng ứng lời kêu gọi của các nhà vận động, hàng nghìn người Hồng Kông hôm nay tập trung tại các quận Causeway Bay và Wan Chai, Sầm Uất, hô khẩu hiệu phản đối dự luật an ninh do Trung Quốc đại lục đề xuất. Đến 14 giờ, 13 giờ Hà Nội, người biểu tình chiếm đường Cloister, trong khi những người khác giơ biểu ngữ phản đối chính quyền và trưng cờ Mỹ. Những người khác phản đối cảnh sát chống bạo động, la hét độc lập Hồng Kông con đường duy nhất. Người biểu tình cũng nỗ lực chặn các phương tiện giao thông ở đường Hennessy. Một xe bọc thép và vòi rồng được triển khai tại đây, với các thành viên của lực lượng tác chiến đặc biệt ngồi trên nóc xe, chĩa vũ khí vào đám đông xung quanh. Cảnh sát chống bạo động sau đó phun hơi cay vào người biểu tình, buộc họ phải giải tán. Tại Anh, một tài xế taxi đã tử vong vì nhiễm Covid-19 sau khi bị một hành khách nhổ nước bọt vào người để tránh phải trả cước taxi. Theo đó, tài xế Trevor Bell, 61 tuổi, đã tử vong vào tháng trước tại Bệnh viện Hoàng gia London. Vài tuần sau, ông Bell bị một hành khách nhổ nước bọt vào người và từ chối trả khoản tiền taxi 11 đô la Mỹ sau khi xuống xe ở West Hamland. Tôi nhiễm Covid-19 và giờ ông cũng đã nhiễm bệnh, người hành khách này nói với ông Bell. Vài ngày sau, ông Bell được đưa vào bệnh viện và đã qua đời sau 3 tuần chiến đấu với Covid-19. Vài tuần trước, một nhân viên bán vé tại nhà ga London cũng đã tử vong vì Covid-19 sau khi bị một kẻ tấn công nhổ nước bọt vào người. Câu chuyện thú vị: cậu bé 1 tuổi nấu ăn đang trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội với hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Theo đó, những đoạn phim ghi lại cảnh cậu bé Kobe chuẩn bị nguyên liệu để nấu nhiều món ăn khác nhau, sau đó nếm thử và bình luận khiến cộng đồng mạng thích thú. Mẹ cậu bé, chị Ashley Wyan kể rằng, ban đầu, chị chỉ định chia sẻ sự thích thú với công việc bếp núc của con trai cùng gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, sau đó chị Wyan đã đưa những video của con trai lên Instagram từ cuối tháng 2 và nhanh chóng thu hút được khoảng 200.000 người theo dõi. Đến nay, con số đã tăng lên hơn 1 triệu người. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Vẫn như thường lệ, bản tin sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm.
Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.